Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình ghé ra cái con sông ở ngoài Sơn Tịnh đó. Thì cái con sông này thì cũng rất là quen thuộc đối với mọi người. Hôm nay thì ra nước sông nó đã rút có mọi người nha. Nước cạn ló bờ rồi, thấy coi nè. Thấy không? Thì dưới chân đây mình cũng tìm được một hang rồi. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy mình câu luôn nha. Hy vọng hôm nay ra con sông đây thì kiếm được ít lương nha. Sông đây bởi vì lúc trước là câu lương khủng rất là nhiều mọi người. To lắm. Biết hôm nay ra sao đây, ra cũng kiếm lại mấy cái hang cũ á mọi người, hang câu rồi đó, mình câu lại. Rồi, có hang đầu tiên. Rồi, ăn luôn nè, thả chơi luôn mọi người à. Ngon lành. Người nhỏ rồi, mình đã ngậm xéo một bên nè. Người nó ngậm xé một bên. Đây là nó há cái miệng ra rất thôi. Hi 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 ta. Hiếu diêu mọi người ơi. Kệ nó nghe, có mở hàng mọi người ơi. Có mở hàng mà nó xíu xíu thôi. Rồi ra luôn. Mình cũng định thả mà nó tự cái nó chạy luôn rồi. Thôi thì nói chung là tuy nhỏ nhưng mà mở hàng là có được rồi nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục chỗ nào có hàng quay cho mọi người xem nha. Rồi mọi người còn nhớ cái hang này không nè? Cái đây mấy tháng trước là mình có câu cái hang ở chỗ đây nè, mình câu đây mình bỏ vào cái thùng nó nhảy ra ngoài mọi người nè, nó có cây chắn ngang này. Nãy cái đường hang nó hơi bị bít nha, mình vạch ra bớt câu lại, không biết là có còn vào không hay không nè. Từ trước là sảy con nó cũng to á mọi người, 4 lạng á, 4 lạng hơn 4 lạng. Vào thùng rồi nó sảy ra ngoài. Biết này có em là nó vào ở chưa đây. Này nước sông rồi nó rút xuống rồi mới thấy được mấy cái hàng này. Thấy ngoài kia nó xì bọt hay sao ta? Xì bọt khá năng dữ rồi. Nếu có cái đường hang nó nằm ngoài đây lắm á. Cái đường hang chính của nó là ở trong này nè. Ui. Ui con cái này nó lâu chứ. Nè, này nó lâu dù con màu này mọi người nè. Nè. Ở đâu chỗ đó đấy. Này, ăn hết chưa? Nè. Lâu dụ con màu ra mình nghi mà. Ui, nhỏ tí ta. Nè, mọi người. Trời, xíu xíu thôi. Trời, cái hang to mà sao lương nhỏ với ta. Cái đường hang là đợt trước cầu lương to lắm. Mọi người bận lương này xíu xíu thôi. Đã nghe, không biết có còn cái con này dưới đây không nữa nè. Mình sợ nó trong này nó còn một cái đường đi nữa nè. Nó còn lương nữa nè. À, hay nha. Ở ngoài kia, nó ở ngoài mình hàng gì mà nãy mình thấy nó xì bọt mọi người.
Để là có còn con nào ở dưới đây không nữa chứ. Mình thấy nó cũng phiêu phiêu lên, nó hơi nhấp 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 dưới đây mọi người à. Thấy cái đường hang to mà lương nhỏ dữ nè. Hai nha. Lương như cái bé tẹo thôi. Nè mọi người. Thầy trương một con nhỏ, bây giờ làm tiếp một con nhỏ nữa. Nhà mình không có cái vị trí nuôi nha, có vị trí nuôi là mình đem về mình nuôi rồi. Cái sau này là mình sẽ nghiên cứu một cái hồ mọi người để mình đem mấy lương nhỏ về nuôi. Thôi cái con này thì con này cho nó về lại đi, nhỏ quá. Con bò ăn cái lá khoai. Rồi. Nó bò vô lại luôn nè. Thả ngoài tút lút ngoài kia mà nó bò vô đằng này á chứ. Con này nó không từ chối cái nhà của nó là sao này mọi người. Rồi, mình tìm ăn khác nha mọi người nha. Không biết có dưới đây còn nữa không nữa. Nè, nó bò vô lại rồi. Thôi, mình tìm cái con hang này không. Này thấy nhau sầu lương nhỏ nhỏ không biết nữa. Rồi, có hang này mọi người. Hang cũng được nha. Có thở nè, thở nhẹ. Rồi, ăn nè. Chụp cái kịch liền. Chỗ đây nó hơi chặt nè mọi người. Ui vụt rồi. Vụt rồi mọi người. Để mắc màu khác nha. Rồi. Chỗ này nó chặt quá. Lầm mai dương không mở gai nó chầm đâu điếng. Xem nó bầu to nè. Con này cũng khùng đây, nhớ không lầy. Rình với em biết mà nó không lên hết chưa. To.
đang xếp ông bàn rồi. Ui được, ui con này. Con này cái đầu nó nhọn này mà nó to. Mình to nhưng mà cái đầu nhọn nha. Trời nó táp đã đá mọi người. Cạch 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 luôn. Ui con sao nó đen thui vậy ta. Ê, nó chặt nha mọi người, thấy nó chặt chưa. Chặt kinh luôn. Trong cái đám mai vườn này thôi khỏi nói luôn. Rồi vào nè. Con này nó đen mọi người, không to nhưng mà nó đen nè, cũng được thôi. Mà con nó đen thui nha, như nó ảnh hưởng đến nguồn nước hay sao đó, mọi người. Nước này nó cũng đâu có đen gì lắm mà nha. Rồi nói chung là một con câu được, con này là con thứ ba mọi người nha. Hai con đầu thì nhỏ quá anh thả thôi, còn đây đen quá mình cũng chưa biết sao, là đi câu tí nữa thì xem sao nha. Rồi mình lùng lùng tiếp. Ở đây mai dương nhiều quá mọi người à. Rồi có hang này, hang nó cũng gần cái hang nãy thôi. Thở này. Rồi chơi luôn. Quá. Rồi thả rồi. Chỗ gì nó chặt gì mà nó chặt luôn nha. Đã sẵn cái đó mọi người, sửa lại con màu ra. Ngắt cái đầu này. Đó, nhỏ. Quá cái lưỡi lớn biết ngậm được không. Nhỏ. Lưỡi mình hơi lớn nè. Con này chắc nhỏ quá, cái lưỡi hơi lớn nó dính. Bây giờ giữ lên trên thì của nó bầu to luôn vậy. Ơi cũng được. Rồi hôm nay gặp toàn là lương gì đâu mọi người ơi. Toàn là lương khủng của tương lai không. Nuốt đi. Lưỡi nhỏ là cho nó nuốt cho nó lao một tí. Sợ lâu xuống đây mét mài dương như này là tiêu luôn đó nha. Ui thả. Để cho nó nuốt nữa thả. Xíu xíu mọi người. Thôi con này thua rồi. Thôi tìm ăn gác nha mọi người. Lương gì mà thảm quá, hôm nay bể rồi. Hôm nay thật sự bể mọi người. Rồi hôm nay đi thất thu mọi người. Lỗ công rồi. Chạy ra túc lốt ngoài sân tịnh đây. Thật xa lâu mà cũng lỗ rồi. Hôm nay câu được có một con nữa thôi. Được bốn ba con nhé. Ba con. Mà hai con nhỏ mình cũng thả. Thì cái con đây thì chắc có lẽ là mình cũng thả luôn thôi. Thì là nó đen quá mọi người. Nè. Nó đen thui luôn nè. Mình đem ra xong mình thả luôn nha. Như là hôm nay mình đi vui vui thôi. Thật sự là giờ thì kiếm được lương rất là khó mọi người ạ. Kiếm được lương rất là khó luôn. Giờ đem ra phóng sanh luôn. Đi sớm giờ mấy tiếng đồng hồ mà cũng không nhầm gì.
Thôi con này nó đen quá, thả nghe mọi người nha. Nó vàng vàng thì nó cũng ngon, thấy đen quá thì nó cũng không, nó không ngon lành gì. Con này chắc cũng được cỡ 2 lạng mọi người. Rồi coi như là hôm nay là đi câu phóng sanh luôn. Đây nước sông nó hồi xả đập này, cá ruột phi nó nổi tùm lum mọi người à. Cá ruột phi nó nổi nè, thấy chưa, nổi rất là nhiều ngoài kia nè, nổi nguyên một chàm luôn nè mọi người nè. Thấy chưa, cá này nổi rất là nhiều luôn. Ở quê mình thì cá rất nhiều nè, con lươn mới thả nó bơi nè mọi người nè. Thấy chưa, thả cánh bơi lửng ở đây mặt nước luôn á cho mọi người. Bơi dắt qua bờ bên kia anh tìm đường này. Hai nha, thả mà nó không có chìm miếng đáy mà nó bơi lửng mặt nước luôn. Thôi thì coi như hôm nay là mình bị thất thu nha mọi người nha. Thì đến đây thì mình cũng kết thúc video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ. Tuy hôm nay câu thì không có được lương nha mọi người, nhưng mà cũng rất là vui rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video câu lương lần sau nha.